Ngày cá tháng tư hay còn được gọi là ngày nói dối. Ý nghĩa lớn nhất của ngày này là mọi người có thể nói dối nhằm mang đến niềm vui và tinh thần thoải mái tới những người xung quanh. Tuy nhiên, để nói dối không trở thành thói quen xấu ảnh hưởng đến sự phát triển của con trẻ sau này, các bậc phụ huynh cần quan tâm, đồng hành, trang bị đầy đủ kỹ năng để con trẻ nhận biết được đúng, sai, tốt, xấu của việc nói dối trong cuộc sống hàng ngày. Chúng mình vừa được nghe câu chuyện gì nhỉ? Vậy bây giờ chúng mình hãy lắng nghe cho cô Liên hỏi một câu hỏi khó, hơi khó nhá. Là qua câu chuyện cậu bé chăn cừu, chúng mình thấy hành động của cậu bé như thế nào nhỉ? Những cánh tay đẹp đâu? Bác Trương cô con trả lời cậu bé là nói dối người dân. Thông qua những tiết học thực tế như thế này, các em học sinh của trường mầm non Cốc San, thành phố Lào Cai đã dần nhận thức được tác hại của việc nói dối. Nói rõ để trẻ nắm được tác hại của việc nói dối, cuối ngày và cuối tuần đều có giờ nêu gương, trong đó có hoạt động nêu gương nói thật. Thời gian gần đây, cô con gái 9 tuổi của chị LTH đã bắt đầu có những biểu hiện nói dối. Vượt qua sự bất ngờ và bối rối, chị H chủ động gần gũi với con để tâm sự, đồng hành cùng con vượt qua vấn đề này. Tìm ra cái biện pháp mà làm sao mà khi mà mình con mình nói dối thì mình có những cái biện pháp để xử lý. Thì mình cũng từng theo học một cái lớp gọi là lớp đường đến trái tim con. Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ nhỏ có thể học được cách nói dối từ rất nhỏ. Nguyên nhân xuất phát từ việc sợ làm bố mẹ thất vọng, sợ bị đánh đòn, muốn được người khác chú ý hay đơn giản là bắt chước người khác. Ở mỗi độ tuổi, trẻ lại có mục đích nói dối khác nhau. Vì thế, các bậc phụ huynh cần có biện pháp phù hợp để uốn nắn, định hướng cho con. Trẻ con thì học bằng cái cách như bắt chước, học bằng cái việc mà noi theo. Đấy. Thế thì bố mẹ cần phải làm tấm gương đã. Thứ hai là bố mẹ cần phải hiểu con mình. Đấy. Tức là bố mẹ cần phải hiểu về tâm lý của mỗi độ tuổi. Vì mỗi độ tuổi thì cái hành vi nói dối nó lại có những cái mục đích khác nhau. Nó lại có cái động cơ sau đó là khác nhau. Cái thứ ba đó là bố mẹ khi mà con xảy ra vấn đề là con nói dối thì bố mẹ cần phải bình tĩnh để tìm hiểu cái nguyên nhân, cái động cơ ở đằng sau cái hành vi nói dối đó của con. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng sẽ có những lần nói dối trong quá trình lớn lên của mình. Để nói dối không trở thành thói quen xấu, ảnh hưởng đến sự phát triển của con trẻ sau này, các bậc phụ huynh cần quan tâm, trang bị đầy đủ kỹ năng để con trẻ nhận biết được đúng sai, tốt xấu của việc nói dối, từ đó hình thành những chuẩn mực ứng xử phù hợp trong cuộc sống.